Xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay tiện làm ít dòng dọc thì hướng dẫn các bác luôn để cuốn cái dòng dọc này làm sao cho nó vừa đẹp, vừa hiệu quả, vừa cứng cáp. Nói chung là anh em mình đi đánh thì để dùng cho nó rất chi ok, không bị trục trặc gì nhá. Thì hôm nay em hướng dẫn chi tiết cụ thể luôn để cho các bác làm theo. Thì ra là cái video thì trước thì em cũng làm dòng dọc rồi thì đã rất nhiều bác làm thành công rồi, làm rất chi ok. Thì đây, trước tiên anh em mua lấy một ít sắt ba ly, sắt này gọi là sắt ba ly nhá, sắt dây buộc mình bình thường mình thôi mà các bác, chứ không có gì gọi là sắt khó tìm cả. Cứ ra quán đồ điện đồ điếc các thứ ấy, mình mua cái dây sắt buộc ba ly đây. Các bác nếu mà dùng cái cây cọc của mình ấy, cây to tầm nào thì các bác làm tầm đấy. Ví dụ cây của em đây, cây này khoảng phi 80. Em lấy luôn một cái ống sắt này, lấy luôn một cái ống sắt, hàn một con ốc vào đây. Đây, một con ốc vào đây để mình xỏ vào đây mình uốn mà. Đây, thì sau đây em làm luôn cho các bác xem. Cũng nhắc các bác luôn nhá, các bác cắt cái cây dây sắt này dài 40 phân, 40cm là đủ. Đấy là đủ uốn ra một thanh như này luôn. Đấy, để làm dòng dọc cho mình rất chi đẹp và hiệu quả nhanh. Tại vì mình uốn nhiều lắm ra mình phải chơi kiểu này nó nhanh các bạn. Đấy, đây, các bác uốn ra như này rồi này. Đấy, xong các bác bẻ đầu đi này. Bẻ đầu đi nha các bạn nha. Đây, các bác bẻ ngoặc đầu vào như này rồi. Đấy, cài cái này vào này. Thấy chưa? Các bác thấy chưa? Nó rất chi là tròn luôn. Đây, cực tròn luôn. Sau đó các bác này đút vào ống này này. Mình uốn cho nó bằng nhau để lúc lên lưới cho nó không dây căng dây trùng. Đây, các bác nhìn này. Đấy, xong các bác bẻ ra luôn. Đây thì nó sẽ giữ lại ở đây. Giữ lại ở đây như này. Đấy, sau đó các bác nắn thẳng lên. Đây, lại đặt vào cái ống này rất là vừa rồi. Đấy, cũng tương đối rồi. Sau mình đập đi. Đập cho nó đập, đập cái mỏ này này các bác này, cho nó bằng sát vào dây thép đi. Đấy, cho nó chắc lại. Rất là ok luôn. Đấy, như này mình đã được một vòng tròn tương đối rồi. Đấy, sau đó các bác cho đây. Cho đây long lại nó cái là tròn, tròn ngay. Đấy, gõ xung quanh cái là tròn ngay này. Nói chung là làm dòng dọc kiểu này rất chi trơn và hiệu quả. Nói chung là anh em mình đánh hú bây giờ tìm được cái bãi hú khó lắm các bạn, không được như ý mình đâu. Đấy, hôm nay em vào xem cái bãi hú em thì nó cao tầm khoảng 7m. Thì là lại phải làm một bộ khác nữa, thì bố em đánh bộ cao hơn. Đấy, đây, sau đó như này được rồi, xong rồi. Cái phần tròn này thì mình đút vào cái cây xào của mình ấy. Đút vào cây xào của mình xong rồi làm như video trước em hướng dẫn các bác. Còn cái mỏ đầu để móc lưới này, mình uốn luôn một cái mỏ để móc lưới vào cho nó tiện, kể cả mình thu đi thu về cũng tiện các bạn. Đấy, thế xong rồi. Đấy, các bác thấy không? Móc cái tai lưới vào đây phát là xong, không bao giờ sợ tụt ra được. Đấy, ok rồi, thế là được một bộ dòng dọc ngon. Các bác lưới của các bác bao nhiêu giường thì các bác làm bấy nhiêu cái dòng dọc. Ví dụ 6 giường thì 6 cái dòng dọc. Đây, mỗi tai một cái dòng dọc này, một cái quy này. Đây, bộ lưới của em là cao 125 thì 6 dây 5 túi thì em phải làm vị trí là 12 cái. 12 cái một cột. Còn đâu cái móc bên đầu thì là làm thì dễ rồi. Móc bên đầu thì làm dễ lắm, chỉ cần làm một cái khoanh tròn cái, đút cái dây từ dưới cũng lên cái, không buộc vào các tai này cái là ok. Đấy, các bác nào chưa biết phần nào nữa thì cứ liên hệ em phát gửi đường link cho các bác xem nhé. Xin chào toàn thể các bác nhé, bác nào thấy hay có thể đăng ký kênh ủng hộ em xin cảm ơn các bác. Xin chào các bác.